giá kem dưỡng Dimezini bao nhiêu tiền? Khá nhiều chị em hoang mang khi muốn tìm hiểu mức giá trước khi mua sản phẩm kem Dimezini. Để mua được hàng chính hãng, giá lại niêm yết. Chị em cần hiểu hơn và cân nhắc kỹ trước khi mua sản phẩm kem Dimezini, để tránh mua phải hàng giả thì lại tiền mất tật mang nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Chỉ cần gõ những từ khóa đơn giản tìm kiếm tại các website hay các trang mạng xã hội, chị em sẽ nhận được khá nhiều kết quả về giá sản phẩm kem Dimezini. Sở dĩ lại có nhiều mức giá như vậy, bởi ở đây chưa có một cơ quan quản lý chặt chẽ nào can thiệp về các mức giá hàng hóa trên các trang mạng. Tận dụng những tự do kinh doanh này, khá nhiều shop bán hàng đã bán với nhiều mức giá khác nhau. Yếu tố hàng thật hàng giả kém chất lượng cũng sẽ khiến cho kem Dimezini không hiệu quả, mà còn tổn hại sức khỏe và làn da nữa. Đối với dòng kem Dimezini, hiện nay bên shop mình với giá khuyến mãi với một hộp 20g chỉ còn khoảng 320.000 đến 400.000 đồng thôi nhé. Dù gì chị em cũng bỏ số tiền ra mua hàng, nên chọn các mặt hàng chính hãng đúng chuẩn để sử dụng. Bởi vốn dĩ nhiều chị em cũng biết được dùng sản phẩm giả kém chất lượng, vô tình trở thành kẻ gây hại cho da. Bôi lên da không làm cho da đẹp lên, mà chị em đã sử dụng một lượng hóa chất không tên tuổi lên người. Kem Dimezini hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem Dimezini hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.